Rồi mình vlog xin mến chào ông bà chú anh chị quý khán giả, cũng khá là lâu rồi mình cũng không ghé thăm chùa phường 5 là chùa Sơn Rong cả nhà, cũng như là cách đây cũng gần 4 năm tháng rồi mình cũng không có cập nhật cũng như là gặp cuộc sống của em Huy như thế nào. Thì ngày hôm nay mình cũng ghé thăm như là sẵn dịp đây cũng thấy em Huy cũng đang ở chùa nè cô chú anh chị. Sẵn tiện thì mình muốn ghi hình để cập nhật cuộc sống của Huy hiện tại là như thế nào để cho cả nhà mình để cùng xem đó cả nhà. Rồi mời cả nhà mình cũng đồng hành với Vĩnh gặp Huy ha. Ôi chào em gái. Chào. Wow, lâu quá không gặp. Lâu quá không gặp à, khỏe không? Mà khỏe. Bây giờ chào khán giả cái đi. Chào khán giả, chào cũng là lâu quá cũng quên rồi đúng không? Chắc mình sống ngày mình được tự sống, tự ăn mình kiếm như đi làm này nọ mình sống qua ngày. Ủa rồi hằng ngày thì em làm công việc gì rồi? Thì cũng nhặt cái chai bình thường. Thì sao lúc này thấy ốm đen dữ vậy? Tại vì mình khổ, tại vì nếu mình buồn này nọ vậy. Mình buồn. Quá trời, lúc này thấy xuống sắc quá trời luôn rồi. Người vừa ốm mà nó vừa đen nữa. Mình trong lòng mình buồn, mình ốm mà thấy bệnh hoạn ai biết được. Sao buồn hoài vậy? Đời mình buồn lâu rồi. Buồn lâu rồi hả? Rồi hiện tại thì em đang ở nhà hay là sống ở đâu? Sống bên chồng á. À vậy đó hả? Rồi căn nhà này hiện tại thì ai ở, cô ấy ở sao? Thì con em ở, khi con là em lại đây ở nữa, lại thăm. À cũng thỉnh thoảng là vô nhà lại thăm khi ngủ đêm hai đêm gì đó. Có không đó? Có. Khi mua đồ ăn về cho con em ăn. Khi mình đụng về mình ghé ngủ, mình mệt á, mình ghé mình nằm, mình khi mình hết bệnh rồi mình dẹp dọn nhà vậy đó. Khi nắng nôi đó rồi mình ghé ngủ một chút rồi thức thì mình dẹp dọn nhà rồi bắt đầu mình đi tiếp, đi lượm sống qua ngày. Giờ cách đây là được 5 tháng ha, là cũng muốn được anh nói chung cũng nhiều công việc quá, nói chung bữa nay cũng là vô đây sẵn tiện gặp em ở chùa nữa. Lúc trước cũng thấy anh em cũng có ghi hình lên nghe nói em làm gì con quả chùa hay sao? Quả đại đời rửa chén tiếp á. Rửa chén tiếp hả? Tiếp chùa đem, sao? Rửa chén tiếp và đem cơm về cho con em ăn. Đừng. Người ta rửa chén tiếp á, đem cơm về ta cho đó. À, ý là làm con quả chùa rồi lấy rửa cơm rồi về nha. Biết rồi, biết xăng, biết này nọ sạch sẽ rồi đem cơm về. Thì có tiền gì không? Mình đi lụm nhặt cái chai mới có tiền, còn mà không đi lụm mình không có tiền xài. Ấy làm chùa là làm công quả thôi, làm đúng không? Tiếp thôi. À, làm tiếp thôi, làm tiếp cho mấy sư. À mấy sư mình rảnh làm tiếp, còn mình xong rồi đi nhặt chai nữa, mình sống là ngày. Thế là tiếp xong thì mình dùng cơm ở đây lấy cơm về nhà. À thì cũng giống hồi xưa vậy thôi đúng không? Em bây giờ em khổ lại, em thiệt, em bây giờ em buồn mà biết em buồn cỡ nào. Lắng con này mà. Hồi nãy gặp là nhận không muốn ra luôn á. Nhìn từ xa thấy đen xì. Tưởng đâu ai chứ. Vậy tại thì đi nhặt cái sống mà đi lụm nó đen vậy đó. Đi lụm, mình lụm ở đâu? Đi ở chợ. Cũng đi vòng vòng trong thành phố vậy đó hả? Còn ngày được nhiêu? Ở chợ ngày 40 ngàn. Ngày được 30-40 ngàn ha. Thì mình buồn ai biết được, trong lòng mình buồn ai biết được. Mình đi cho thoải mái, mình cho không ai lay ra la mình được. Em là tưởng đâu là không lên sống 4 năm tháng nay là giờ chắc cũng thay đổi cuộc sống, thay đổi không rồi. Không phải mà em không muốn đi, tại vì mình muốn đi cho thoải mái biết không? Ừ. Mình đi ở nhà hoài mình thấy bực bội á, rồi không có tiền này nọ xài.
á, mình phải đi lụm, đi chơi cho thoải mái, không phải mình ở nhà hoài. Thì sao lúc trước cũng thấy đi như là bán cái gì tiếp bên chồng mà có không? Bán đồ mẹ, bán đồ tiếp mẹ bên chồng Mà á, bán đồ gì? đồ mặc cho vô bộ á, À, ý là ở trước bên bệnh viện ha. bán đồ mặc đó, người lớn trẻ em đó. Rồi nay nghỉ bán thì sao? Còn á, tại em đi lụm ngày ngày mấy em ở nhà em làm tiếp, khi khi em đi lụm khi em làm tiếp nữa, nhà giữ tiếp nữa. Không phải mà em đi lụm không đâu, ở nhà khi dẹp dọn ở nhà rồi chăm sóc anh Phi, ra thuốc uống này nọ. Anh Phi bị gì mà phải chăm sóc và cho thuốc Thuốc uống uống hả? anh Phi bị bác sĩ cho đi khám á, đi khám mà anh Phi bị bệnh, bị phổi, là bị ho đàm này nọ, Phi yếu, mình nó bây giờ anh Phi đỡ rồi, uống thuốc vô đỡ, Ý là không có nhập viện ha, nhập viện rồi mà bác sĩ cho về có xuất bớt viện rồi. bớt cái thì phải cho về, không phải mà ở đó đâu, không phải ở trong Là cho viện xuất luôn viện á. về rồi nay còn ở chỗ cũ không hay là sao? Có ở chỗ cũ á, nhà trọ chỗ cũ á, Là cho chỗ cũ luôn. mình phải làm vợ, mình phải mình chăm sóc chồng chứ, ai mà đi chơi hoài. Sáng nay có Thì đi lượm không? có bữa nay em lụm được 40, Ý nên là em nghĩ em tính nghỉ về dẹp dọn cho ăn thôi nè, với nhà dẹp dọn. xíu tính ghé nhà đó hả? Ừ, là biết nhà với dịch gần đó thôi, mới xong mấy em về bán tiếp mẹ Phi. Quy thử hỏi khán giả còn cô chú nào nhớ tới em không? À, chúc khán giả mạnh khỏe. À, đi cả nhà nói chung là hôm nay thì Vịnh cũng khá là lâu rồi đó, 4 5 tháng rồi cũng không ghé thăm chùa. Khán giả hay giúp đời bây giờ không phải giống lúc trước đâu, bây giờ đời giờ thay đổi rồi, Thay đổi sao? người ta đi kiếm làm ăn rồi, không phải ăn ở không đâu, Ý là nay là sửa đổi đó hả? sửa đổi rồi, không phải mà ăn ở không. Rồi sao hồi xưa mình cũng không có suy nghĩ như vậy đi hồi xưa. Lúc trước mà mình không còn chơi ăn chơi này nọ, Còn bây giờ là hết sạch rồi. Đúng bây giờ mình biết bản thân mình sao rồi, em nói thật, bây giờ em khổ thì em khổ tâm thì Bây giờ em thấy cảm thấy bản thân mình như thế nào? Em thấy làm sao? mình khổ thôi, làm gì mình không phải giống lúc trước. Lúc trước chứ mình có Thì lúc trước còn có cô chú đã nhiều giúp đỡ giúp đúng đỡ mà cho không? mình không lo làm ăn, bây giờ mình lo làm ăn. Giờ lo làm ăn lại mà cũng đi là nhặt ve chai thôi. Thì bình thường mình ở không thì ví dụ mình đi bán cho mẹ anh Phi tiếp, rồi bắt đầu ngày 2 ngày 3 ngày đó, bắt đầu mình đi lụm cả ngày 2 3 ngày, rồi mình về mình dẹp dọn nhà vậy đó, mình sống qua ngày. Đặt ví dụ như Phi giờ đang bệnh rồi không có đi làm được rồi không có phụ được tiền thì sao đủ để mà đóng nhà trọ này Đó kia không đó nữa? là mẹ anh Phi lo, Là từ đó nhà này mẹ kia hả? anh Phi lo cho anh Phi, là em là chỉ là sống kiếm tự sống thôi, Ý là lụm thêm để mình mua để cơm mì nữa mua ha. cơm ăn để sống qua ngày. Là ví dụ như ve chai giờ đâu có mình Thì lụm hàng mình ngày. lụm nhiều được cỡ 60 70 gì đó mình đủ ăn, Mà sao được lụm được hàng ngày nữa? thì mình ráng làm ráng lụm chứ biết sao giờ. Rồi nay xe rồi xe đạp còn không? Còn Xe đạp còn à, đi đi lên đây đi xe đạp hả? mình không là không lụm nó không lụm mà tiền đâu mà xài. Bây giờ là biết rồi hả? Bây giờ ý là bây giờ là biết là không làm là đâu có ăn đúng không? Bây giờ em thiệt, em nói em khổ thiệt, em khổ thiệt mấy mấy cô mấy bạn. Nay mà khỏi tới mức độ đó luôn á. Thiệt á, em nói thiệt không phải, em mà em nói thiệt phải giống lúc trước đâu,
Lúc trước là em còn nói ha, nói không nói thiệt, bây giờ em nói thiệt thiệt tình luôn. Bây giờ là thiệt tình rồi đúng không? Lúc trước là em còn nói ha, hơi lanh lẹ chút, bây giờ em nói thiệt. À, hồi xưa là còn lẻo lưỡi rồi còn nói dốc này kia đúng không? Bây giờ hết nói dốc chưa? Thì mà giờ trong lòng mình sao là vậy thôi. À. Thay đổi đó. Bây giờ thay đổi chưa? Thay đổi vậy mình khỏi. Nói chung là lần đầu bữa nay là cũng cách đây gần 5 tháng rồi. Ngày đầu tiên gặp này chưa biết thay đổi không, anh cũng chưa biết. Thay đổi vậy, thay đổi mà cũng thì kiếm tiền thôi bây giờ. Thì kiếm tiền thì chắc chắn là phải kiếm, nó không kiếm thì ai cho ăn nữa, đúng không? Bây giờ lúc trước mình còn ngồi quán uống, bây giờ không. Nên là bà sáng sớm mà xách xe đi lượm rồi. À. 7 giờ đi lượm rồi, 7 giờ đi lượm rồi. Hồi xưa mình phải ngủ tới 9-10 giờ. 9-10 giờ. Ừ. Hoặc là không đi lượm cũng được. Không phải em mà em hỏi lúc trước em có tiền, em không phải mà em có tiền này nọ em không đi lượm, nó cũng bình thường thôi. Có tiền cũng đi lượm, không có tiền cũng đi lượm. Mà xưa được như vậy đi cũng mừng chứ. Bộ không có tiền mà không đi lụm mà. Em đi bộ, em thiệt á, em đi ra ngoài là em khỏe rồi. Đi lụm em khỏe rồi, nói thiệt. Ở nhà em bực bội lắm. Không có được. Thì ở nhà đâu có tiền, đúng không? Ai la rồi la cũng đánh, ai lầy ra cũng đánh. Nói bây giờ là không dám chửi, không dám nói nặng nhẹ dai luôn đúng không? À nói em cũng nín. À nói cũng nín luôn. À. Miễn mình có tiền xài cho mình, nói thiệt. Rồi lúc này có anh em nào xuống đây cập nhật em không? Khi mình đi gặp gỡ mấy anh giúp, giúp em thôi, khi cho vài chục xài. Cảm ơn nhiều. Trời ơi, lâu cũng tưởng đâu là 4-5 tháng, là tưởng đâu là em vợ chồng em cũng được thay đổi rồi, được nói chung cũng cuộc sống cũng ổn rồi, ai ngờ lên còn tàn hơn xưa nữa. Cái này là em ở tạm thôi, không phải cái gì. Tàn hơn hồi xưa luôn á, vừa ổn mà nó đen. Mẹ cái lúc trước mình còn mình đi quán ăn này nọ, mình bây giờ mình không có giống lúc trước. Hết tiền đi quán luôn đó. Còn đâu nữa? Sáng sớm là em ăn ở ha, xôi 5.000. Bây giờ như tô bún là no rồi đó. Là lụm cái trưa luôn. Đó, lụm cái trưa. Thì trưa rồi về cả nấu cơm. Cỡ 5 giờ mấy em về, 5 giờ chiều á mới về dẹp dọn nhà. Đó, dẹp dọn tiếp nhà mẹ. Mẹ anh Phi, với mẹ Khôi. Như đó là qua ngày ha. Mình sao lụm xong rồi mình về dập dọ nhà. Rồi khi nào rảnh mới giúp chùa hay sao? Thì mình chứ trưa đó, chứ trưa em lại ghé mình có chế tiếp. À trưa mới ghé chùa. Rồi tiếp cơm sư. Xong là mình dùng cơm ở đây luôn. Khi mình ăn cơm ở đây không, mình đã cho đem về. Như là ăn như khô với thịt này nọ đem về cho ăn khói nó ăn. Em nghĩ cuộc sống hồi xưa như bây giờ thấy không? Nó như thế nào? Hồi xưa là nó sống sướng lắm. Lúc trước thì mình đỡ chút, bây giờ khổ lắm mà. Thiệt luôn khổ hả? Tâm. Bây giờ là thiệt luôn hả? Em mà không đến lượm một ngày thử kìa, không bây giờ mà 10.000 có túi nữa, không có tiền xài nữa. Vừa khổ tâm mà nó vừa... Em nói thiệt đó, em khổ tâm thiệt luôn á. Em mà không đến lượm một ngày thôi, 20.000 không có nữa. Đó, thấy chưa? Em bây giờ em không chịu được ở nhà đâu, em đi khúc mắt. Hồi đi xưa... xa lượm. Hồi xưa là xài tiền trăm, tiền triệu. Một ngày là đổ ra mà cả triệu bạc. Đó, bây giờ là biết thân rồi đó. Em ai kêu em vét này nọ em cũng vét rồi, hà mình kiếm tiền được rồi, nhưng như vét gọn dịch là vét cho người ta, khi người ta cho 50.000 cũng vét. Em cũng nó đi làm vậy luôn. Em cũng có vét tiệm nè, tiệm gần trong chùa nè, ngày cho 50.000 em cũng vét rồi. Vét tiệm đó người ta Tết á.
Em nói chúc mấy cô được mạnh khỏe đi không? Em phải sửa đổi lúc trước. Cảm ơn mấy cô quân nhiều.